Nó là những cái hoạt động từng bước đang thay đổi xã hội. Ví dụ những cái hoạt động mà của cô 10 ngày hôm qua, những cái hoạt động đột phá, những cái sự kiện đột phá như vậy, nó có thể bắt đầu từ những một người nhỏ bé, một cá nhân nhỏ bé thôi. Nó có thể bắt đầu từ một cái ước mơ nhỏ thôi. Nó bắt đầu từ những cái nỗ lực nhỏ thôi. Nhưng mà nó sẽ tạo thành những cái đốm lửa nhỏ. Và trong một cái cộng đồng đầy giá trị như này, thì cộng đồng sẽ giúp cho lan tỏa cái đốm lửa đó ra xã hội. Và như vậy là chúng ta đang phải thay đổi xã hội. Và ở đây thì những cái ước mơ của chúng em về việc là chia sẻ những cái giá trị của công tác xã hội, chia sẻ những cái giá trị sống thông qua những cái buổi Zoom sáng, thì đấy là một cái cơ hội lớn cho chúng em để chúng em có thể tiếp cận được với nhiều những cái thành viên trong cộng đồng hơn. Ví dụ như là khi mà có những cái buổi trò chuyện với cả cô là viện trưởng của Viện Phát triển Xã hội, Nghiên cứu Phát triển Xã hội, là người mà cũng có rất là tầm ảnh hưởng, bởi vì cô Hồng cũng có là những người là người mà có những cái cơ hội để có thể cố vấn cho Quốc hội về những cái vấn đề xã hội. Thì cô, khi mà cô vào đây, cô cũng cảm thấy rất là khâm phục cái tinh thần của SE, vì là không dễ gì để có thể là hàng ngày, hàng giờ, hàng ngày chúng ta có một cái cộng đồng mà chúng ta tập trung vào đây đến 2.000 người để cho chúng ta cùng lắng nghe và chúng ta cùng nuôi dưỡng, chúng ta cùng phát triển những cái giá trị như thế này. Thế thì thực sự là hôm nay em rất là cảm xúc, nên là hình như là em đã sử dụng hơi có nhiều thời gian đó. Nhưng mà em cũng muốn, đây là cái lần đầu tiên mà em có thể chia sẻ một cái câu chuyện về câu chuyện cuộc sống của em, câu chuyện về sự nghiệp của em, cũng như là cái câu chuyện về cái con đường mà em đến với SE, cũng như là cái câu chuyện về niềm tin của em với SE. Khi mà em bây giờ, sau khi mà em đã cảm được những cái giá trị này, thì em có một cái khát khao mãnh liệt rằng là có thể kết nối những người mà đang cần cái sự trợ giúp vào SE. Và em tin tưởng rằng là với cái sự trợ giúp này của SE, thì những cái hoạt, những cái sự trợ, những cái cách, những cái quy trình, cái cách thức và cái năng lượng, cũng như là những cái giá trị mà SE của chúng ta đang bổ dưỡng, đang phát triển, thì chắc chắn sẽ giúp cho các cá nhân họ có được những cái sự hỗ trợ mà rất là hiệu quả, để họ có thể có được một cái sự an vui. Và ở đây thì công tác xã hội của chúng em thì cũng với một cái quan điểm đó là đem lại sự an vui cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô, các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn Mai, chia sẻ của em hôm nay thấm đẫm tình yêu thương với nghề giáo, với người công tác xã hội. Thì anh chị em cũng biết rằng cái ẩn ý của tôi khi mà trong cái chương trình hôm vừa rồi cùng với Sắc Liên, hôm đó là tôi kết duyên giữa ba cái nhóm lại với nhau. Cái nhóm là thầy cô giáo hạnh phúc, thầy giáo làm doanh nghiệp và kết nối doanh nghiệp lớn với công tác xã hội. Nó là cái tam giác mà tôi đang chuyển dịch để đi với nhau. Tức là doanh nghiệp, giáo dục và công tác xã hội. Và bản chất của SE sinh ra cũng là một phần để làm cho công tác xã hội. Nên khi tại sao Mai gặp thầy là bắt được cái mạch ngay và cảm được ngay, tại vì nó là công tác xã hội mà. Cho nên là giáo dục với công tác xã hội cần phải là một, đúng không ạ? Cảm ơn Mai rất là nhiều, và đặc biệt là thầy cô giáo. Trong mỗi ngôi trường của mình rất là nhiều cái vấn đề phát sinh và cần chúng ta là những người làm công tác xã hội ở trong đó. Cảm ơn Mai. Và Mai có nói đến cái câu chuyện là quốc tế hai chiều, học tập quốc tế hai chiều. Thì tôi đang làm việc với những cái đối tác ở Mỹ. 2010 tôi đã có một cái dự án để làm việc du học hai chiều rồi, tức là du học hai chiều Việt Nam qua Mỹ, tức là những người Việt kiều ở Mỹ họ rất muốn cho con em họ về Việt Nam để học tập về văn hóa, về ngôn ngữ của dân tộc, nhưng mà họ ở Việt Nam chưa có một cái nơi nào chính thống làm việc đấy. Và lúc đó có một cái dự án lớn là du học hai chiều, nhưng mà trong cái bối cảnh lúc đó là có một số cái điều kiện không cho phép để làm, cho nên là nó, cái dự án đó của tôi nó bị ngưng. Và tôi luôn luôn nói với anh chị em là trong SE của mình sẽ xây dựng một cái tập đoàn giáo dục hàng đầu về chất lượng đến 2030 để mà quốc tế phải về Việt Nam học. Đó là câu chuyện, đó là thiết kế của tôi trong tầm tay đó. Và hiện nay là đang làm việc với xúc tiến để chuẩn bị triển khai trong năm tới là Mỹ này, là Anh này, Úc này và châu Âu, thì toàn bộ chúng ta có thể du học hai chiều được. Đó, hoàn toàn có thể du học hai chiều để kết nối, để dịch chuyển. Có thể là đầu tiên là người Việt Nam ở quốc tế về Việt Nam để học văn hóa, ngôn ngữ của Việt Nam. Rồi học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể qua bên đó học. Đó, và tôi hoàn toàn có những cái chương trình đối ứng quốc tế như vậy cho giáo dục của chúng ta được.
đó là cái việc mà muốn chia sẻ với anh chị em. Cảm ơn Mai rất nhiều. Và chắc chắn rồi, chắc chắn những câu chuyện bây giờ thế giới phẳng, Việt Nam và quốc tế không còn xa lạ gì nhau, nên mà hoàn toàn chúng ta có thể định vị được cái giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế được. Đó là cái điều mà tôi mong muốn. Và cái thứ hai nữa là trong kế hoạch của tôi thì năm 2022, đúng là không Covid là đi rồi, tôi bàn với anh Ken Bay từ trước cơ, với thầy Ken Bay á, là khi mà cái bối cảnh này chúng ta xây xong ở Việt Nam làm hình mẫu, thì những nước đang phát triển ở châu Á thì chúng ta sẽ đi. Những nước đang phát triển ở châu Á thì chúng ta sẽ mang cái mô hình giáo dục như là Lào, Campuchia, rồi Thái Lan. Những nước này rất là cần cái mô hình thầy cô giáo hạnh phúc như chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ đến các nước đang phát triển. Còn những nước đã phát triển thì chúng ta phát triển giao lưu hai chiều. Đó, đó là cái định hướng mà SE của chúng ta sẽ đi. Và bây giờ thì xin mời một chia sẻ nữa của một tiến sĩ trẻ. Một tiến sĩ trẻ vô cùng tuyệt vời, cũng đồng hành với cô Mai ở Đại học Sư phạm Hà Nội, và anh chị em cũng biết cô. Xin mời cô Hoài Anh ạ. Dạ vâng, em xin chào thầy Thái, chào toàn thể quý thầy cô cùng các anh chị em ở trên cộng đồng chó mặt trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, không biết là thầy và mọi người nghe em có rõ không ạ? Nghe giọng em trong veo luôn. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thực ra rất là cảm ơn thầy, cảm ơn chị Mai, bởi vì là đã cho em có được cái cơ hội rất là tuyệt vời khi đến với SE của chúng ta ngày hôm nay, và được đồng hành cùng với SE, đồng hành cùng với mọi người trong những hoạt động, và đặc biệt là trở thành một thành viên của S. Thực sự đó là một cái niềm hạnh phúc vô bờ bến mà em có được trong cái chuỗi hành trình mà đến với SE. Ngày hôm nay thì chị Mai cũng chia sẻ cái con đường mà chị Mai đến với nghề nghiệp, đến với nghề giảng viên. Thế thì đối với bản thân em thì em cũng có những cái điểm khá là tương đồng với chị Mai, đó là gia đình em thì cũng xuất phát từ nghề giáo. Mẹ em là một giáo viên và giáo viên nghề ngữ văn ạ. Vâng, và có một cái niềm đam mê vô cùng lớn với nghề giáo dục, với sự nghiệp giáo dục của chúng ta. Và khi từ bé, khi mà hồi bé, không biết là mọi người có một cái ước mơ ngay từ khi mình còn nhỏ không ạ? Đó là làm giáo viên ạ. Không biết là ai ở trong chúng ta ở đây có cái ước mơ đó ngay từ khi mình còn bé ạ? 3, 4 tuổi, 5, 6 tuổi chúng ta đã có ước mơ này rồi ạ. Vâng. Dạ, vâng. Và khi đó các thầy cô có biết không ạ? Em thì luôn luôn có một cái hình mẫu, chúng ta ở khai cái giai đoạn nhỏ chúng ta hay có cái cách thức đó là gì ạ? Mình thường hay làm mẫu và làm theo hình ảnh của bố mẹ mình đúng không ạ? Và khi đó là em thường là cầm cái thước thợ may ấy, của mẹ em hồi xưa ấy. Và có một cái bảng nho nhỏ, cái bảng đen á đó, và lôi các bạn búp bê rồi các bạn đồ chơi ra để làm học sinh của mình, và khi đó mình gõ 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 và mình dạy giống như là mẹ mình làm đối với lại là các bạn học sinh cái khi đó. Thế thì là nếu như ở thời nhỏ thì cái ước mơ rất lớn của em đó là trở thành một người giáo viên ạ. Nhưng cũng đồng hành cùng với quá trình này, em nhìn thấy là mẹ em vô cùng là vất vả. Và cũng giống cái câu chuyện của mẹ em, từ những một người sinh năm 1960 cho đến bây giờ. Khi đó mẹ em làm rất nhiều nghề. Mẹ em làm thợ may, mẹ em thêu, mẹ em mở cửa hàng bán hàng, bán tạp hóa từ tranh chuyện cho đến là dưa cà mắm muối. Bán tất cả những thứ đó ạ. Và đến bây giờ em vẫn nhìn thấy một cái hình ảnh nào đó của thế hệ giáo viên của chúng ta, chính là những người giảng viên đại học ạ. Đến bây giờ, mặc dù bên cạnh cái nghề nghiệp, cái niềm đam mê của mình, thì mình cũng vẫn phải làm những công việc này. Bán hàng online, rồi bán mỹ phẩm, làm rất là nhiều thứ ạ. Và có lẽ vì, em không hiểu vì sao, nhưng mà đúng là vì cái hình ảnh đó, và vì em cũng ngay từ bé em phải làm việc bán hàng đó cùng với mẹ của em. Đó. Và em, cái tuổi thơ của mình là dành với việc bán hàng, bán rất nhiều, từ cửa hàng nhỏ đến cửa hàng to là em đã theo mình ở trong đó rồi đấy ạ. Và khi đó thì em nghĩ rằng là sau này lớn em không làm giáo viên ạ. Bởi vì đó là một cái công việc quá là vất vả, một nghề rất là chân quý, được mẹ em thì được học sinh vô cùng yêu quý. Thực sự đấy là cái giá trị vô cùng lớn mà mình nhìn thấy từ cái hình ảnh của người mẹ của mình. Thế nhưng mà vất vả quá. Thế nên mà khi đại học thì em không có làm giáo viên. Cái ước mơ về giáo viên là em vùi dập nó luôn, em không có nó ở trong mình nữa. Thế nhưng mà khi đó thì em lại làm nghề gì, em học cái gì? Em không có cái định hướng gì rõ ràng trong cái thời điểm đó cả. Em học hệ song ngữ Pháp Việt của hệ Vinlanh tiếng Pháp trong 6 năm liền. Suốt từ cấp 2 cho đến cấp 3 là em học hệ song ngữ Pháp Việt đầu tiên ở Việt Nam. Em tham gia cái hệ này. Và trong khi đó thì rất nhiều các bạn của em thì học các hệ về trường đại học ngoại ngữ hay là trường đại học du lịch.
Đó, thế thì em lúc đó em cũng không biết mình làm cái gì. Thì mẹ em nói rằng có một người chú của em làm ngành xã hội học. Vâng, bà thấy. Mà lúc đó hỏi là thế xã học thì làm cái gì nhỉ? Em cũng chả biết luôn ấy ạ. Đó, thế nhưng mà bảo chú bảo thôi cứ đi học cái ngành đi rồi sau này cái ngành này nó có rất nhiều cơ hội. À ok, em chỉ nghe thấy chú em nói thế và em thi. Em thi và em trở thành và em trở thành sinh viên của ngành xã học của trường Đại học Khoa học Nhân văn. Đó, và đến tận năm thứ 3 rồi học xã học. Nhưng em vẫn không hình dung ra trong đầu của mình rằng là thế sau này ra ngành xã học sẽ làm gì. Bởi vì cái thời điểm đó từ năm 2002 thì cái ngành xã học là một cái ngành cực kỳ mới mẻ ở Việt Nam, cũng giống như cái ngành công tác xã hội của chúng em vậy. Mọi người không biết là làm công việc này là làm cái gì cả. Nó rất là mông lung ở xã học mà, dù quá nhiều thứ liên quan đến xã hội thì ra làm xã học thôi. Nghĩ trong đầu rất là đơn giản như thế. Và đó là cái câu chuyện về cái việc là à, cái việc định hướng trong cái nghề nghiệp của mình, cái con đường nghề nghiệp của mình như thế nào. Và rồi cũng chẳng một việc, một cái cơ duyên thế nào. Đó. Và đến khi mà kết thúc 4 năm đại học, và trong cả cái quá trình mà học đại học của em ấy, thì em dành cái thời gian của mình cho cái việc học tập. Và thứ hai đó là em học song bằng, em học đại học khoa học nhân văn ngành xã học, và thứ hai đó là em học trường học viện quan hệ quốc tế, hẹn tại trước vào buổi tối để em rèn cái khả năng tiếng Anh của mình. Bởi vì khi đó cả từ cấp 2 đến cấp 3 thì em chỉ học có mỗi tiếng Pháp thôi. Nhưng mà em thấy rằng đối với một cái thời kỳ hội nhập như thế này mà mình không biết một chữ tiếng Anh nào thì đấy cũng là một cái sự hạn chế của mình. Và do vậy dành 4 năm đại học đó thì cùng tất cả các buổi tối đó là em đi học tại trường học viện quan hệ quốc tế, và để em có được cái năng lực về tiếng Anh cho cái công việc của mình sau này. Và cũng trong toàn bộ cái khoảng thời gian sinh viên đó thì đó là em dành thời gian cho cái việc là làm các hoạt động xã hội. Em có một cái máu trong người á, ngay từ hồi học sinh rồi á, đó là từ hồi bé tới cấp 1 đó là các hoạt động về đoàn thể, văn nghệ, thể thao, nhảy nhót, hát ca là cực kỳ thích những cái hoạt động đó. Và đến đại học em vẫn tiếp tục với cái niềm đam mê này và em tham gia các hoạt động xã hội. Và lý do có những cái ngày hôm nay em làm cái hoạt động liên quan đến giáo dục với sức khỏe sinh sản là bởi vì ngay từ khi đại học em đã tham gia các chương trình, các cái dự án này, từ ngôi nhà tuổi trẻ, từ UNFPA, hầu như tất cả những cái thời gian của 4 năm đại học của em đó là dành làm việc với những cái hoạt động xã hội ở bên ngoài. Và em cũng nhớ rằng là có một cái giai đoạn đó là em học, em làm đi theo các cái dự án và của bên khoa giáo dục đặc biệt đó, của trường sư phạm, đó là đi làm việc với những trẻ khuyết tật. Một cái kỷ niệm em không bao giờ có thể nào quên được khi ở năm thứ tư của đại học, đó là em đến thăm đối với làng trẻ Hòa Bình ở dưới Nguyễn Huy Tưởng ấy. Đó là chúng em đi cùng với đoàn các bạn sinh viên của Nhật và đi đến thăm làng. Thế thì khi mà đến thăm làng ấy, thì có một bạn nhảy xô ra ôm chặt lấy em. Và em rất là lúc đó rất là vừa bất ngờ ấy, và cũng vừa sợ, nhưng mà mình vẫn cảm thể hiện là mình rất là vui vẻ, mình vẫn rất là trân trọng với bạn ý. Và có thể có biết không ạ, tất cả mọi người biết không, cái bạn đấy thì tóc bạc phơ bạc, tóc bạc, người thì nhỏ thôi ạ, nhưng mà rất lớn tuổi rồi, bạn ấy là một người rất lớn tuổi rồi ạ. Thế nhưng mà vì ở trong làng ạ, thế nên là đến và ôm mình. Và lúc đó thì mình mới hiểu và nghe các câu chuyện của mọi người, của các cô ở trong làng kể, thì thấy rằng là bạn ấy là có những cái vấn đề là họ là những cái nạn nhân của chất độc da cam, họ bị khuyết tật, và do vậy thì họ cũng có những cái tâm hồn giống như một trẻ thơ thôi ạ. Và điều đó thì em càng thêm cái xúc cảm đối với cái công việc, đối với cái nghề nghiệp của mình. Và sau đó thì em cũng làm rất là nhiều các hoạt động đối với những người khuyết tật ở những cái giai đoạn đó. Và khi mà em về trường đại học sư phạm ấy, khi mà em tốt nghiệp ạ, thì lúc đó thì em nghĩ rằng là em sẽ về khoa giáo dục đặc biệt của trường sư phạm cơ ạ. Bởi vì em đi theo các cái chương trình, cái dự án này từ thời sinh viên. Nhưng ở đâu thì nó lại là thời đó thi lại không có khoa giáo dục đặc biệt, mà lúc đó là thi vào khoa công tác xã hội. Thế thì em thấy ô, công tác xã hội đúng là những cái thế mạnh của mình đây rồi, đúng là cái niềm mình yêu thích đây rồi. Và rõ ràng một cái ước mơ từ thuở bé của mình thì bây giờ lại có cơ hội được phối hợp với lại một cái niềm đam mê của mình đối với những cái hoạt động xã hội. Và em đã trở thành giảng viên của khoa công tác xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ những năm 2007. Khi đó thì chúng em chỉ là một tổ bộ môn thôi ạ. Và tổ bộ môn ở trong khoa, đó là khoa thì có thầy cô và các anh chị có biết không ạ? Đó là khoa lý luận chính trị và giáo dục công dân. Lý luận chính trị. Đó. Cái thời điểm đó, và đó là một cái cú sốc vô cùng lớn về mặt văn hóa, về mặt giao tiếp, mọi thứ đối với em. Bởi vì em là sinh viên của ngành ngoài sư phạm và là từ công tác xã hội, từ phía dạy học vợ. Chứ
không có một cái tí nào về cái background, một cái nền tảng nào về ngành sư phạm cả. Nên thực sự là khi về một cái khoa có một cái truyền thống, một cái bề dày rất là nhiều năm, đặc biệt là về lý luận chính trị, thì thực sự đó là bọn em phải mất khoảng ít nhất là một năm liền để có thể làm quen với những cái phong thái, cách làm việc ở đây. Thế nhưng nói thật là đối với chính cái ngành công tác xã hội của chúng em, khi lại là những người đến từ rất nhiều ngành khác nhau ạ, chúng em không chỉ có các đội ngũ giảng viên, chúng em không chỉ là những anh chị các bạn ở trong là sư phạm, mà đến từ rất nhiều ngành khác, từ đào công đoàn, từ biên văn, từ rất nhiều ngành khác nhau đến. Và cái điều đó cũng tạo nên một cái bản sắc của công tác xã hội đặc biệt, giống khác biệt trong cái ngành, trong trường đại học sư phạm Hà Nội. Trong cái sự hòa chung đó nhưng lại có những cái điểm khác biệt đó. Và đó chính là những cái giá trị, những cái nghề nghiệp mà em mang tới. Và ở ngày hôm nay khi mà chia sẻ này thì nó có một cái nỗi đau mà em nghĩ rằng đó là cái điều rất là cần thiết trong đối với đội ngũ giáo viên của chúng ta, cũng như là tất cả các bố mẹ. Đó là cái câu chuyện về cái việc là chúng ta định hướng nghề nghiệp của con cái mình như thế nào đó. Chúng ta nhiều khi bắt đầu, bản thân em cũng rất là may mắn rằng là tất cả những cái hoạt động mà em tham gia từ thời sinh viên á, thì cho đến bây giờ là một người giảng viên thì em vẫn đi theo tất cả những thế mạnh này của mình. Em không có bị chệch tí nào cả. Tất cả những hoạt động đó thì nó làm nền tảng về mặt trải nghiệm cho em. Nếu chị Mai á, chị Mai là có được trải nghiệm bằng những công việc của chị Mai trải qua, thì bản thân em là có được cái trải nghiệm từ chính cái hoạt động của thời sinh viên của mình. Và em cũng nghĩ đó rằng đó là một cái câu chuyện rất là tốt cho các bạn sinh viên của mình hiện nay, trong cái việc là các bạn định hướng cái công việc, cái nghề nghiệp của mình trong tương lai là như thế nào. Và cũng một cái nỗi đau mà em rất lớn mà em nhìn thấy ở các bạn sinh viên của mình, ngay cả trong sinh viên của khoa em á, đó là nhiều khi các bạn bước chân được vào giảng đường đại học, đó là một cái con đường, một cái sự lựa chọn của các bạn rồi. Nhưng rất nhiều bạn xa rời những cái mục tiêu đó. Các bạn không biết rằng là mà rất nhiều bạn là bị bảo lưu cái kết quả học tập bởi vì bạn đi làm thêm, bạn làm những công việc mà nó không liên quan gì đến công việc, liên quan đến cái ngành nghề của các bạn trong tương lai. Bạn cũng không chuẩn bị gì cho cái tương lai của các bạn cả. Và bạn xa rời tất cả những cái điều đó. Và mỗi năm đến đôi khi của các em cũng có một hay là ba, hai bạn gì đó mà các em phải tạm dừng cái công việc học tập của mình. Thực sự đó là một nỗi đau. Và cũng một cái nỗi đau nữa mà em cũng nghĩ đến thấy, và cũng đó là lý do vì sao mà em, khi mà chị Mai giới thiệu rằng là SE của chúng ta là một cộng đồng giáo dục khởi nghiệp, thì em rất là mong muốn được tham gia. Bởi vì là khi mà từ những năm 2018 thì em được tham gia cái chương trình của Hội đồng Anh và Bộ Giáo dục, trong cái việc đó là chương trình đào tạo về công dân tộc, công dân tích cực và doanh nghiệp xã hội, tức là liên quan đến lĩnh vực về khởi nghiệp đó. Và chúng em được đào tạo trong một khoảng thời gian từ năm 2018. Thế nhưng mà khi mà đưa đến, và rất nhiều trường hiện nay đang làm chương trình đó rồi đấy ạ. Thế nhưng mà khi vì đến trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì để nói rằng là khởi nghiệp, stop. Sinh viên sư phạm thì không có ai khởi nghiệp, thì phần lớn là start up thì toàn là thất bại thôi, đúng không ạ? Vậy thì không nên đưa những cái chương trình, những cái hoạt động đó vào trong trường Đại học Sư phạm đó. Và giáo dục mà, ngành trường sư phạm thì không nên làm những cái lĩnh vực này. Trong khi đó, tất cả các trường khác được ký MOU, được ký các chương trình để làm đào tạo cho đến tận bây giờ. Thực sự cái lợi ích mang lại cho các bạn sinh viên quá nhiều. Nhưng cái niềm đau lớn nhất của em đó là em chưa thể làm được cái chương trình đó đối với sinh viên của mình. Và khi đến với SE, và đặc biệt là em biết rằng là khi mà thầy Thái nói cái ý tưởng đầu tiên đó, đó là cộng đồng, thầy sẽ xây dựng cái cộng đồng sinh viên 60. Thực sự em quá hạnh phúc luôn. Bởi vì đây rồi, đây chính là cái con đường, nó sẽ là giải quyết những cái vấn đề của chính bản thân của chúng ta, từ chính những cái trải nghiệm của mình dành cho sinh viên của chúng ta. Các bạn ơi, các bạn biết không ạ, các bạn đang cầm trong tay cái chìa khóa của bản thân mình rồi đấy, chìa khóa để cắm vào cái tương lai của các bạn, nâng bạn đến tương lai như thế nào là trong một cái cơ hội của các bạn đang có ở đây. Không biết là trong phòng Zoom này ngày hôm nay có bao nhiêu bạn là sinh viên ạ? Bao nhiêu bạn sinh viên đang tham gia khóa F4 này của chúng ta? Các bạn có thể comment số 1 được không ạ? Các bạn đang có trong tay cái chìa khóa vạn năng ấy. Ôi, em cảm thấy thực sự là nhiều khi đến vào đến đây mình mới nhìn lại cái quy trình, nhìn lại cái cuộc đời của mình từ thời đó. Mình không biết Rome để biết rằng đặt mục tiêu và kế hoạch và công việc để mình đạt được cái nghề nghiệp của mình là gì ạ. Mình không có cái việc đó. Mình chỉ làm một cái sự trải nghiệm mà toàn mang tính cá nhân thôi. Nhưng vào đây bạn biết rằng bạn có một cái bản đồ STM để biết rằng kỹ năng mềm của tôi là gì, đúng không? Tôi mạnh ở đâu, tôi yếu chỗ nào và làm gì để tôi khắc phục được những điều đó. Và bạn đang có hẳn một cái hành trình của X60 mà thầy Thái xây dựng cho các bạn, trở thành những người lãnh đạo trong tương lai, trở thành những người công dân toàn cầu và thế giới phẳng, thế giới 4.0 của chúng ta.
Thì đấy chính là chìa khóa cho các bạn đấy ạ. Đó. Bạn, nếu các bạn nào ngày hôm nay đã tham gia những khóa ROM, khóa Apps của F4, thì đấy là cái cơ hội quá tuyệt vời mà các bạn đang nắm trong tay. Và bạn sẽ còn có một cái hành trình cực dài mà thầy Thái sẽ và cùng tất cả các thầy cô, tất cả những chuyên gia trong SE sẽ hỗ trợ cho các bạn để trở thành những người lãnh đạo trẻ trong tương lai, để có thể khởi nghiệp một cách tự tin. Và có thể rằng trong rất là nhiều những câu chuyện tiếp theo nữa thì chúng mình sẽ cùng nói sâu hơn về cái câu chuyện là làm như thế nào để chúng ta định hướng nghề nghiệp, đúng không ạ? Thế nhưng cũng rất là hạnh phúc bởi vì với những bạn chúc mừng, cực kỳ chúc mừng đối với những bạn sinh viên nào đã tham gia vào khóa S4 này. Và cũng sẽ chúc mừng cho những ông bố, bà mẹ nào mà đã gửi con vào khóa S4 và sẽ có dự định sẽ gửi con cái của mình, những người thân của mình vào các khóa tiếp theo. Vâng, bởi vì đó là cái chìa khóa tương lai cho chúng ta đấy ạ. Vâng, và hôm nay thì cũng do là cái thời gian còn rất là ít thôi ạ. Thầy Hái chỉ cho cô, cho em có 10 phút thôi. Thế nên là cũng chỉ xin được chia phép, được chia sẻ những cái câu chuyện rất là nho nhỏ từ bản thân mình và cái niềm vui của mình khi đến với SE như vậy ạ. Và hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn cái cơ hội để chia sẻ trong những buổi tiếp theo ạ. Em xin cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chia sẻ và lắng nghe. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn tiến sĩ trẻ, rất là năng lượng, đúng là năng lượng đó mới là khởi nghiệp đúng không? Năng lượng đó thì ngân lượng nó mới về. Tiếng comment là năng lượng thì ngân lượng về. Cảm ơn Hoài Anh. Sinh viên thì đang là chương trình buổi tối đó em. Chương trình vừa rồi thì thầy mở cửa cho một số sinh viên vào chương trình F04. Nhưng mà cái mạch của trường Đại học Cuộc Đời cho sinh viên nó rơi vào khung giờ buổi tối, tại vì buổi sáng này không có mấy em thức nổi đâu. Cho nên sinh viên nó rơi vào buổi tối thì thầy vừa mới tổ chức một cái chương trình demo thôi. Demo 2 tối thứ tư và thứ năm là con đường kiến tạo hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Đó là con đường khởi nghiệp cho giới trẻ, sinh viên và giới trẻ đang uốn cái mạch đó. Thì chắc chắn trong vòng tháng 7 thôi, cái mạch của chương trình buổi tối ít nhất cũng phải khoảng 3.000 người tham dự. 3.000 thì tập trung vô cái mạch giới trẻ và sinh viên. Thầy Thái là tháng đoàn 7 mà. Anh chị em hào hứng với cho con em mình, cho sinh viên nhá. Sinh viên đang cái mạch này, sinh viên thì tôi xây dựng một cái chương trình cho sinh viên. Đó là nhà lãnh đạo trẻ City. Nhà lãnh đạo trẻ City. City tức là 6 chữ T á, phối hợp quốc tế và Việt Nam đó. Six là tiếng Anh, còn T là viết tắt của 6 chữ T của Việt Nam. Đó là lãnh đạo có tâm, có tầm, có tài, có trí tuệ để có tiền và hướng thiện. Thì tôi xây dựng cái mạch đó cho nhà lãnh đạo trẻ City, cho sinh viên. Thì trên cái mạch đó dạy cái gì ạ? Hướng dẫn cho anh chị em biết mình là ai. Rất là rõ ràng ha, tìm kiếm được cái sở trường và đam mê của các em. Rồi có kiến thức khởi nghiệp, có quy trình khởi nghiệp và biết vận dụng các nguồn lực khởi nghiệp. Và thông qua đó thì nắm cái dòng của các em để trở thành một nhà lãnh đạo với 6 chữ T. Thì trên đó tôi làm rất rõ T1 là gì, đúng không? Tâm là gì, tầm, tài, trí, tiền, thiện ra làm sao. Làm rất rõ 6 chữ T đó cho sinh viên Việt Nam khởi nghiệp. Và trong mục tiêu của tôi thì trong 5 năm tới thì tôi sẽ tạo ra 1.000 chủ doanh nghiệp từ sinh viên. Đó, anh chị em thấy câu chuyện này hào hứng không? Tôi sẽ kiến tạo nên 1.000 chủ doanh nghiệp thành công nha. Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp thành công từ sinh viên. Bởi vì với cái tư duy của mình bây giờ thì mình kiểm soát được rủi ro. Mình kiểm soát rủi ro và mình dẫn dắt các em thì chắc chắn các em sẽ thành công. Và sinh viên chỉ cần nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụng sự đúng cái mạch này. Thì làm thế nào sinh viên khởi nghiệp được? Chỉ cần các em có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới và có những ý tưởng mới thì với chúng tôi bây giờ, với tôi và nguyên cái đội ngũ chuyên gia cố vấn doanh nghiệp đang đứng ở phía sau tôi, đúng không ạ? Đang đứng ở phía sau tôi rất là nhiều doanh nghiệp. Thực tế là đứng ở phía sau tôi rất là nhiều doanh nghiệp để đồng hành cùng với sinh viên, sẵn sàng với những ý tưởng sáng tạo đó. Thì hoàn toàn các em được những chủ doanh nghiệp, những người có tiền họ đầu tư cho cái ý tưởng khởi nghiệp đó. Và được chuẩn bị kiến thức khởi nghiệp, quy trình khởi nghiệp, nguồn lực khởi nghiệp thì chắc chắn sinh viên đó sẽ thành công ha. Bởi vì kiểm soát được rủi ro cho khởi nghiệp cực kỳ khó anh chị em. Khởi nghiệp phải là mô hình tinh gọn nhẹ, sáng tạo và đổi mới bây giờ thì nó mới là quan trọng. Tại vì để giải quyết cái vấn đề là gì ạ? Giải quyết cái vấn đề là 80% doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp là phá sản. Đó, giải quyết cái vấn đề như vậy.
Và đối với SE, công ty ứng dụng khoa học giáo dục khởi nghiệp của mình, thì giảm thiểu tối đa cái phá sản cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt sinh viên khởi nghiệp, giảm thiểu tối đa. Bởi vì sao chúng tôi làm được việc này? Bởi vì có đầy đủ hết kiến thức, có đầy đủ quy trình, có đầy đủ nguồn lực và dẫn dắt các em đi từng bước một, thì chắc chắn cái điều đó nó sẽ thành công. Và đặc biệt là chúng tôi nắm rất rõ quy luật của vũ trụ, nên là khởi nghiệp mà mang lại giá trị cho xã hội, khởi nghiệp mà phục vụ được cho cộng đồng, khởi nghiệp mà mang lại những cái giá trị lớn cho xã hội, cho con người, thì chắc chắn khởi nghiệp đó rất khó để phá sản. Còn khởi nghiệp để kiếm tiền, khởi nghiệp để bóc lột, khởi nghiệp để khai thác, thì khởi nghiệp đó dễ phá sản. Đó là luật vũ trụ mà. Cho nên là gieo cái gì thì nhặt cái đấy thôi. Thì tôi tin rằng 1.000 doanh nghiệp trẻ sinh viên sẽ thành công. Và thầy sẽ bàn kỹ với Hoài Anh câu chuyện này trong chương trình tiếp theo nhé. Bởi vì tôi mới mở mạch thôi. Và tôi đón đầu mùa hè. Mùa hè là mùa mà sinh viên được nghỉ hè. Thì mùa hè này sẽ đào tạo những sinh viên ấy để mà làm nòng cốt cho nguyên một cái năm tới đào tạo cho sinh viên. Cảm ơn Hoài Anh. Sẵn sàng không? Dạ em sẵn sàng thầy ơi. Ok, cảm ơn em.